Chào mừng các bạn đến với kênh Thủy Điện Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái hệ thống nguyên khí của nhà máy thủy điện. Ở đây là hệ thống nguyên khí của nhà máy thủy điện có công suất 80 MW, gồm 2 máy nguyên khí trục kíp. Tại sao nhà máy này sử dụng 2 máy nguyên khí trục kíp này? Đây là sơ đồ của máy nguyên khí trục kíp. Ở đây các bạn có thể thấy được rằng ở đây là mờ động cơ này, thứ hai cái này nó là cái nén khí trục vít này, cái lối đấy cả cái máy nén khí trục vít, và đây là hệ thống cái lọc gió, nó sẽ hút không khí vào đây, nó sẽ đi qua bộ lọc nhớt, cả nhớt và cả không khí, và nó sẽ đẩy lên hệ thống đấy, nó sẽ bơm tuần hoàn này. Các bạn nhìn thấy không, một đầu nó sẽ bơm ra vào đây, một đầu sẽ quay trở lại. Tấm dầu nó cả dầu khí vô trơn và lượng khí sẽ đẩy ra ngoài phía ngoài nhé, bộ tách dầu. Ở đây là chúng tôi sẽ cài đặt cái việc là một cái lượng khí dự phòng và một lượng khí chính, và khi trường hợp mà áp lực xuống quá thấp ấy, thì chúng tôi sẽ có hai cái máy lượng khí này nó sẽ chạy cùng một lúc. Đây các bạn thấy là máy này chúng tôi đang đặt công suất 7.1 MVA là cái áp lực mà chạy ở đây là lúc giờ khẩn cấp. Đây là cái bơm khóa đầu ra kết nối với cả bộ kích nhá. Tương tự với máy biết đây này là 0.69 MVA, tức là máy này nó sẽ chạy trước nếu mà khi áp lực khí giảm thấp 0.69. Đây là bình, đây là bình kích áp, bình kích áp có giá trị cao nhất là 1.05 MVA, bình này chúng ta biết. Vệ sinh. Đây là sơ đồ máy nén khí của nhà máy. Còn chúng tôi phải chuyển đổi cái máy nén khí chính và máy nén khí dự phòng để sao cho là máy nào cũng làm việc. Đây các bạn giới thiệu sơ đồ. Hai máy nén khí này sẽ chạy đến bên mình và đi đến các vị trí của phanh, đầu chờ của phanh này, trạm tu bin này, các vị trí khác nhau.